Em Thành xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Thì đầu tháng xin kính chúc mọi người bình an, mạnh khỏe, may mắn và thành công. Thì hôm nay em xin báo giá toàn thể những chiếc xe đang có tại cửa hàng của em nhé. Trước mắt quý anh chị đây, đó là chiếc Jeep Wrangler Unlimited Sport được sản xuất vào năm 2022, năm 2020 nhé. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh hơn 3 vạn km rồi. Còn ba bạn cứ nét quý chị có thể nhìn thấy nó rất là hầm hố đúng không ạ? Đây, Jeep Wrangler Unlimited Sport nhá. Đó, màu ngoại thất là màu đỏ cam, màu đỏ, màu nội thất là màu đen này. Một chiếc xe vượt đai địa hình rất là hầm hố luôn quý chị nhá. Đây, quý chị có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn quý chị ơi. Đó. Đây, hiện tại chiếc xe của em thì đã lăn bánh 3,3 vạn km này. 3,3 vạn km nhá. Đây. Đó. Chiếc xe này thì còn rất là mới, có thể tháo rời hết mọi thứ ra được nhé quý chị nhá. Đây, kể cả là cửa này, cửa này quý chị có thể tháo ra được này. Đây, nó các cái bản lề để tháo cửa ra này. Đó. Đây, có thể tháo hết được những cái nóc này, rồi là sau này, phía sau này nhá. Đây, phía sau này cũng có thể tháo hết được này. Đó, lốp rất là to luôn. Đó, quý chị có thể nhìn thấy rõ rệt luôn. Đây là phần lốp của chiếc xe này. Và phần la răng thì không bị phay chém. Đấy, la răng không còn nguyên. Lốp còn nguyên theo xe nhá quý chị nhá. Đời 2020 này, tháng 5 năm 2020 và còn rất là dày. Mới chạy có 3 vạn km thôi. Một chiếc xe này thì hầu như chủ xe chỉ có đi trên đường trường thôi. Đó, rất là đẹp luôn quý chị ạ. Jeep Wrangler Unlimited Sport. Đấy. Đây, em mở phần cốp ra cho mấy xem. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Và em chưa quay chi tiết chiếc xe này ở trên YouTube. Thì em hẹn quý anh chị vào những cái video sau thì em sẽ quay YouTube chi tiết hơn nữa về chiếc xe này cho quý anh chị xem nhá. Thì ở trên video này thì em sẽ báo giá toàn thể những chiếc xe đang có tại cửa hàng. Đó, và cái lốp này của chiếc xe này còn chưa hạ nhá. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị ạ. Chiếc xe vượt đa địa hình luôn. Nó rất là thể thao và rất là hầm hố luôn nhá. Đấy. Rất là nhiều tính năng. Rồi, tiếp theo đây thì em sẽ có một chiếc Mercedes E200 được sản xuất vào năm 2017 tên cá nhân biển tỉnh này. Chiếc xe này của em đã lăn bánh được 2,9 vạn mai. 2,9 vạn mai nó tương đương với phần khoảng 4,5 vạn km. Và hiện tại chiếc xe này em đang chào bán là 1 tỷ 190 triệu đồng nhá. 1 tỷ 190 triệu đồng, màu đen và một nội thất là màu đen nhá. Nội thất này, nội thất của chiếc xe này thì cũng rất là mới luôn quý chị nhá. Đó. Rất là mới luôn, màu đen nội thất đen. E200 thì chưa có cửa sổ trời, chưa có loa boom. Thì mới chỉ trang bị cửa hít thôi. Và đặc biệt này, ở đằng sau chủ xe đã độ lên hai màn hình giải trí phía sau nhá. Đó, rất là đẹp luôn và rất là tiện nghi. Có cửa hít rồi này. Đó. Thì ở tiếp đến đây em lại có thêm một chiếc Mercedes E200 đời 2016 nữa, được sản xuất vào năm 2016 này, tên cá nhân, biển số thành phố. Chiếc xe này hiện tại đã lăn bánh 7,5 vạn km, em đang chào bán là 1 tỷ 099 triệu đồng nhá. Màu trắng, nội thất là màu đen. Một chiếc xe rất là mới, chiếc xe này của em thì cũng về được một thời gian rồi. Đấy. Và giá cả bây giờ nó cũng là giá mới rồi nhá quý chị nhá. Em đang chào 1 tỷ 099 triệu. 1 tỷ 099 triệu. Chiếc xe này thì cũng rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đây. Đó, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Màu đen nội thất đen, màu trắng nội thất đen. Và nội thất của chiếc xe này thì còn rất là mới luôn. Rất là mới luôn, quý chị nhìn thấy rõ luôn là từng cái nếp múi của chiếc xe này. Đấy, còn rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đó, cũng có dàn địa dàn cơ phía sau này. Rồi. Cửa hít này. Đó. Tiếp đằng sau đây thì em lại có một chiếc Mercedes CLA 250 được sản xuất vào năm 2013, model 2014 nhá. Chiếc xe này của em thì đã chạy được 6 vạn km, em đang chào bán là 595 triệu đồng. Tất cả giá cả thì bên em vẫn còn thương lượng nha quý chị nhá. Đó, chiếc xe này đặc biệt thì chủ xe đã thay cho là một bộ la răng của C200 Exclusive. Đó. Chiếc xe cực kỳ rất là thể thao luôn quý chị nhá. Trang bị động cơ 2.0 lít turbo tăng áp. Đấy. Cửa kính không viền luôn này. Ôi, em lại khóa cửa mất rồi. Cửa kính không viền nhá, ghế thể thao này, ghế thể thao rất là đẹp luôn, màu kem.
Đó. Hàng ghế trước thì khá rộng rãi, còn hàng ghế sau thì nó hơi hơi chật một chút thôi. Tiếp đến đây thì em lại có một chiếc Mercedes C300 AMG được sản xuất vào năm 2021, tên cá nhân biển tỉnh nhá. Được sản xuất vào năm 2020 nhá quý chị nhá, 2020. Tên cá nhân biển tỉnh. Chiếc xe này thì đã lăn bánh 2,3 vạn mai, 2,3 vạn mai. Em đang chào bán là 1.429 triệu đồng. Màu đỏ này, nội thất là màu nâu da bò. Đỏ nội thất nâu da bò quý chị nhá. Đó, form mới này, model mới này, mặt ca lăng sao rơi này, logo 3D này, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Màu đó, chiếc xe này thì bên em cũng về một thời gian rất là ngắn rồi. Đây, cái model mới này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em còn một chiếc xe 100 AMG 2019 nữa nhá. 2019 và 2020 thì nó sẽ khác nhau một chút, là đời 2019 thì sẽ có cửa sổ trời ở phía đằng trước thôi, ở phía đằng trước này thôi. Còn C300 2020 lên cái model 2020 này thì nó sẽ có cửa sổ trời đôi ở phía đằng sau nữa nhá. Đấy, rất là tiện lợi. Màu nội thất là màu nâu da bò này, rất là mới luôn. Các chị có thể nhìn thấy này, cái màu nội thất của nó này, rất là đẹp luôn các chị nhá. Đấy, ốp gỗ sần, là 13 loa Bumaster. Đấy, rất là tiện nghi, cửa sổ cửa thông minh Keyless Go. Tiếp theo đây thì em lại có một chiếc Lexus ES250 được sản xuất vào năm 2021, tên cá nhân biển số Hà Nội nhá. Chiếc xe này thì biển số cũng khá là đẹp, biển số cũng khá là đẹp, đã lăn bánh đâu đó 2 vạn km. Đây, đây 2 vạn 8 km nhé quý chị nhá, 2 vạn 8 km. Màu nội thất là màu nâu da bò. Cái màu nâu của Lexus này thì nó sẽ nhạt hơn so với màu nâu của Mercedes. Đây có thể nhìn rõ luôn, đây là màu kiểu màu nâu vàng ấy. Còn cái màu nội thất của một chiếc Mercedes thì nó sẽ màu đậm hơn đấy. Thì Lexus thì khá là êm rồi, bền lành đấy, chả có gì là hỏng mặt cả. Và bảo dưỡng của chiếc Lexus này thì rất là rẻ á, nhưng chị có thể bảo dưỡng ở Toyota toàn quốc đấy, ở hãng Toyota toàn quốc quý chị nhá. Màu đen rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này em đang chào bán là 2 tỷ 350 triệu. 2 tỷ 350 triệu cho một chiếc xe xe nhập khẩu từ Nhật Bản nhá. Đấy, một thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản, Lexus ES250 2021 nữa quý chị nhá. Đó. Rồi ở phía đằng này thì em lại có một chiếc Mercedes S400 sản xuất vào năm 2021 sản xuất vào năm 2014, tên cá nhân biển số Hà Nội này. Chiếc xe này thì của em đã lên mặt la răng của Maybach này. Đấy, rất là đẹp luôn, logo Maybach này. Rồi, và hiện tại chiếc xe đã lăn bánh 3,4 vạn mai. Em đang chào bán là 1 tỷ 599 triệu đồng nhá. Đây, 1 tỷ 599 triệu đồng. Đó, rất là đẹp luôn, quý anh chị ơi. Màu trắng này, và nội thất là màu đen nhá quý chị nhá. Cửa KSCO, cửa hít này. Đấy, màu đen này, màu nội thất 2014 đến bây giờ 9 năm sử dụng rồi. Mà thực sự là cái màu, cái nội thất của chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Đấy, rất là giữ gìn luôn quý chị nhá. Tất cả những chiếc xe ở bên tại trong showroom này thì em đều đã quay lên video từng chiếc rồi, chi tiết từng chiếc rồi nhá quý chị nhá. Quý chị có thể vào trực tiếp xem ở trên trang chủ của em nhá. Đó. Rồi, ở phía bên này thì em lại có một chiếc Mercedes E200. E200 được sản xuất vào năm 2017 này. Đây cá nhân biển số Hà Nội nhá. Chiếc xe này của em thì cũng đã lăn bánh hơn 7 vạn km, em đang chào bán là 1 tỷ 190 triệu đồng. Chiếc này này và chiếc E200 ở trên đầu kia em vừa quay lúc nãy thì em chào bán thì ngang giá nhau, bởi vì chiếc này của em thì làm biển Hà Nội và nó chạy hơi nhiều. Chiếc kia thì chạy khá ít cho nên là giá của nó cũng sẽ ngang nhau thôi, 1 tỷ 190 triệu đồng. Màu đen này và màu hút màu nâu cà phê. Cái màu nâu cà phê này thì cũng rất là đẹp và rất là sang trọng luôn này. Đó, nó hơn ở cái màu nội thất đen kia là ở phần nội thất đấy. Nội thất của chiếc xe E200 2017 này thì màu nâu nó sẽ sang trọng hơn đấy, sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Đó, cũng có cửa hít này đấy. Rồi, ở phía sau này thì em có một chiếc Audi A8 được sản xuất vào năm 2010 đấy, năm 2010 nha. Tên cá nhân biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì đã lăn bánh hơn 10 vạn rồi. Hơn 10 vạn, 8,1 vạn mai. Hơn 10 vạn nó khoảng 12 vạn gì đó. Thì chiếc xe này em đang chào bán là có 860 triệu đồng thôi. Audi A8 2010. Đăng ký tên tư nhân, biển số Hà Nội. Đây, màu đen và màu nội thất cũng là màu nâu da bò nhá. Nội thất là màu nâu da bò.
cũng có trang bị rất là nhiều option đấy. Trang bị cũng khá là nhiều option đó quý chị nhá. Đấy, bầu trời công nghệ từ năm 2010, nó là cả một bầu trời công nghệ đấy quý chị ạ. Đó, cùng phân khúc của chiếc xe này mà cùng đời đấy thì em khẳng định là không có một chiếc xe nào vượt qua được chiếc Audi A8 này. Thời điểm hiện tại thì nó sẽ dành cho những anh em nào mà đam mê Audi, đam mê xe Đức đấy, bởi vì giá thành của nó thì cực kỳ là dễ dàng tiếp cận với lại người người dùng rồi. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Nội thất này. Đó. Loa này. Loa. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Cũng có cửa sổ trời rồi. Ở phiên bản này của em thì chưa có cửa hít, chưa có massage, có sấy sưởi và làm mát ghế nhá. Rất là đẹp luôn. Cả một bầu trời công nghệ từ năm 2010. Em xin lỗi quý anh chị nhé, bởi vì là bên này của em thì đang có sang sửa chữa một chút, cho nên là nó sẽ hơi ồn một chút, nên quý anh chị thông cảm cho em. Thì tiếp đến đây, em lại có một chiếc Mercedes S450 được sản xuất vào năm 2018, tên cá nhân, biển số thành phố nhá. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh 3,7 vạn mai rồi, 3,7 vạn mai, em đang chào bán là 2 tỷ 699 triệu đồng, 2 tỷ 699, màu xanh ngọc lục bảo nhá quý chị nhá, một cái màu rất là hot luôn. Một cái màu này của chiếc Mercedes này thì nó rất là hiếm và nhìn nó rất là đẹp luôn quý chị nhá. Khi quý chị ra ngoài đường thì thực sự là chiếc này nó rất là nổi bật, và một nội thất là màu kem nhá quý chị nhá. Và nếu mà để mà sơn cái màu này ấy, ở ngoài chính hãng ấy, thì nó sẽ lâu hơn so với lại màu các cái màu phổ thông như là đen hay trắng đấy, hay là màu xanh kia, cái màu xanh dương ấy. Đấy, màu này thì cực kỳ là hiếm, màu xanh ngọc lục bảo. Ở đây thì chủ xe đã lên một chiếc lên la răng của S450 mây vách nhé, lên la răng S450 mây vách. Đây là nội thất này, nội thất của chiếc xe này thì cũng rất là mới luôn đấy, chị có thể nhìn thấy rõ rệt luôn này, nội thất thì cực kỳ là mới đó. Màu nội thất là màu kem và có một chút là màu nâu khâu ở đây đó. Nội thất và cũng có màn hình giải trí phía sau, điều hòa 4 vùng độc lập, có sấy sửa và làm mát ghế này, có massage ghế 6 chế độ này. Đây, massage ghế hàng ghế sau nhá. Đó, rất là tiện nghi luôn quý chị nhá. Ngồi khi di chuyển trên chiếc S450 này thì cực kỳ là êm ái luôn. Quý anh chị có thể rõ biệt được khi quý anh chị đã sở hữu hoặc là đã trải nghiệm chiếc xe này ở trên đường cao tốc rồi. Đấy. Và cách độ cách ôm, cách ồn chống ồn của nó thì phải nói là không thể nào mà từ nào diễn tả được. Nó quá tốt luôn quý anh chị ạ. Đấy. Và tiếp theo đây thì ở đây em có một chiếc Mercedes GLC 250 Compact được sản xuất vào năm 2017, tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh 4,3 vạn mai, em đang chào bán là 1 tỷ 265 triệu đồng. Có màu ngoại thất là màu trắng này và màu nội thất là màu đen, là màu nâu cà phê nhá quý chị nhá. Và cái màu nội thất này thì cũng rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Đây, 2017 đến giờ quý chị có thể nhìn thấy rõ rệt luôn, bởi chủ xe sử dụng chiếc xe này thì họ quá là giữ gìn. Đây, quý chị có thể nhìn thấy này. Đấy. Tất cả những cái phần mũi ghế này còn rất là êm, còn rất là độ đàn hồi của nó còn rất là tốt. Đấy. Đấy. Tất cả những chiếc xe bên em thì đã cho spa đánh bóng lại, dọn dẹp tất cả rồi. Đấy. 2017 nhá quý chị nhá. Biển số Hà Nội này, đây chính là biển số của chiếc xe này. Đó. Rất là xịn sò với tổng 10 nước nhá. Đấy, tổng 10. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây, dàn lốp này. Dàn lốp này thì còn khá là dày quý chị nhá. Lốp theo xe cả dàn luôn. Đúng rồi. Em xin lỗi. Lốp này thì đã thay rồi và còn rất là dày luôn quý chị nhá. Đấy, la răng thì rất là đẹp. Ở tiếp đây, em lại có một chiếc Mercedes GLC 250 Formatic được sản xuất vào năm 2016 nhá, cho cá nhân, biển tỉnh. Đấy. Biển tỉnh nhá. Ở đời 2016 và 2017 này thì nó sẽ là như nhau, giống nhau nhá, hai form này giống nhau này đó. Nên đến đời 2018 thì sẽ thay đổi một chút, hai đời ở 2018 thì thay đổi một chút quý chị nhá. Đây. Chiếc xe này thì chiếc xe này của em là biển số Hà Nội rồi nhá, 2016 cũng biển số Hà Nội này, đã chạy 4 vạn mai, em đang chào bán là 1 tỷ 165 triệu đồng, 1 tỷ 165 triệu đồng nhá. Đây, tất cả xe bên em thì đều có giá niêm yết ở trên chiếc xe và giá thì còn vẫn còn có thương lượng nhá quý chị nhá. Nó rất là đẹp luôn, màu trắng này và màu nội thất là màu kem, màu trắng, màu nội thất là màu kem. Màu kem thì màu rất là hot của nhà Mercedes rồi, rất là đẹp luôn quý chị nhá.
GLC 250 2016 hay và 2017 thì chưa trang bị loa Bumaster, nên đến đời 2018 thì mới sở hữu mới trang bị là thêm cái loa Bumaster nhé. Đều cũng có Formatic, đều có Formatic chuyển động 4 bánh. Rồi tiếp đến đây thì em lại có một chiếc Lexus NX300 được sản xuất vào năm 2019, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật nhé, nhập khẩu Nhật này. Đó, chiếc xe này của em thì đã lăn bánh 4,7 vạn km rồi, 4,7 vạn km. Và hiện tại em đang chào bán là 2 tỷ 050 triệu đồng, 2 tỷ 050 triệu đồng nhá. NX300 đời 2019. NX300 và RX300 thì RX300 nó sẽ cao to hơn một chút. Đấy, so với là chiếc NX300, nhưng nếu mà quý chị mà để mà đi phố này hoặc là các phụ nữ mà đi chiếc xe này thì khá là ok, khá là ổn nhá. Đấy, đi phố rất là êm ái. Thì Lexus là một thương hiệu thì phải nói là cực kỳ là bền và lành, và cái độ cách âm chống ồn của nó thì rất là tốt luôn. Anh chị có thể ngồi bên trong đấy, bên ngoài nói gì thực sự là không nghe thấy gì đâu anh chị, trừ khi là hét lên ở bên ngoài thì mới nghe thấy luôn cái chị ạ. Còn nó rất là màu nâu da bò, rất là đẹp luôn. Đấy, cũng có cửa thông minh rồi. Đây, 4,7 vạn km nhá quý chị nhá. Đấy, màu rất là đẹp luôn. 2 tỷ 050 triệu đồng, 2 tỷ 050 triệu đồng nhá quý chị nhá. Màu trắng này. Ở trước đây nó là chiếc GLC 250 Formatic đời 2018 này. Chiếc này của em là 2018 này, nhưng mà chiếc này của em thì đã nhận cọc và đã bấm biển lại rồi. Đây, bấm biển số lại rồi nhá quý chị nhá. Là đã nhận cọc rồi, vừa mới bấm biển cách đây 2-3 hôm. Thì chiếc này của em thì đã được người nhà của em mua. Đấy, em đã tư vấn trực tiếp cho bác của em là lấy chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Chiếc này là khác với so với lại hai chiếc 2016 và 2017 dưới kia, đó là chiếc này đã trang bị là Bumaster rồi. Đấy, là Bumaster. Rồi còn mọi thứ chi tiết thì nó sẽ hầu như là giống nhau thôi. Trang bị à, đây còn cả la răng nữa này. La răng này cũng là la răng của đời 2018 mới có nhá, la răng đa chấu. Đấy, chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Em lấy cho ông bác của em thì khá là ưng. Rất là ưng. Và rất là đẹp luôn quý chị nhá. Rất là đẹp. Rồi, và quý chị nào mà đang quan tâm chiếc xe nào của bên em thì liên hệ trực tiếp với em nhá, để thương lượng về giá cả này, cũng như là kết bạn Zalo với em để em gửi thông tin chi tiết hình ảnh từng chiếc xe một cho quý anh chị. Đấy, hoặc là quý anh chị có thể alo trực tiếp cho em để nhận một sự tư vấn của em. Đấy, nhận sự tư vấn về từng chiếc xe cho quý anh chị cảm thấy ưng ý nhất nhá. Đấy, em có thể tư vấn cho quý anh chị tất cả mọi loại xe. Đấy, từ xe sang đến xe bình thường, xe trung bình nhá quý anh chị nhá. Đó, và số hotline của em thì em đã ghi trên màn hình rồi. Quý anh chị nào mà thiện chí hãy alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, và tất cả những chiếc xe tại cửa hàng bên em thì đều được hỗ trợ banh. Đấy, đều hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe trong vòng tối đa 7 năm. Và hiện tại thì sẽ giải ngân cũng khá là nhanh. Đấy, quý anh chị hãy gọi trực tiếp cho em nhé. Rồi, lần cuối đầu tháng xin em xin kính chúc quý anh chị một tháng mới tốt lành, mạnh khỏe, may mắn và phát tài phát lộc nhé quý anh chị nhé. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em.